Xin chào mọi người, thì hôm nay là Toyota Tân Cảng bên mình lại giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe Innova số sàn đời 2019 nha các bạn. Thì xe này mới đi được có khoảng tầm khoảng 30.000 cây số thôi. Phải nói là tình trạng xe khá là đẹp và hoàn hảo ha các bạn ha. Thì Khoa cũng biết rằng đợt dịch vừa qua những cái xe Innova dịch vụ thải ra khá là nhiều. Đó, nhưng mà thật sự thì những cái chiếc xe đó không có đẹp, đa số là những cái xe đều đi được khoảng tầm 70.000 cây số trở lên. Thì sau lưng Khoa đây là một cái mẫu xe Innova 2019, xe đi gia đình nha các bạn, thì không có đăng ký kinh doanh, đi đúng cây số là khoảng 30.000 km luôn đó. Thì bên Khoa cũng đã kiểm tra cái xe này 136 hàng mục và test rất là kỹ. Xe thì cam kết với các bạn là không đâm đụng và ngập nước nha các bạn ha. Tình trạng xe thì khá là đẹp, do là xe gia đình nha các bạn, không phải xe dịch vụ, nên các bạn nào đi mua xe á thì có những cái xe dịch vụ thì mình đừng có nên mua đó. Thì cái giá cả hai cái dòng xe nó cũng khác nhau hẳn luôn. Thì đối với những cái dòng Innova 2019 này thì tại Toyota Tân Cảng mình đang định giá là 650 triệu, nhưng mà cái giá này các bạn cứ lên xem xe đi, thì bên Khoa sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt cho các bạn sau cái mùa dịch này ha các bạn ha. Sau đây Khoa xin mời các bạn đi vào chi tiết của cái Innova 2019 số sàn này nha các bạn. Đây các bạn ha, đây là mẫu Innova số sàn 2019. Thì đối với cái dòng Innova thì không có xa lạ vì đối với tất cả mọi người đó, nhưng mà Khoa quay cái clip này cho các bạn thấy là cái chiếc xe đây đi 30.000 cây số, đi được 2 năm sử dụng thì phải nói là xe khá là đẹp và hoàn hảo nha các bạn. Đó, 30.000 cây số, xe có màu ngoại thất là màu ghi vàng các bạn ha, cái màu này cũng khá là đẹp. Đây đúng vỏ 30.000 nha các bạn ha. Đắt 2019 luôn. Gắn phim cách nhiệt đầy đủ hết ha các bạn ha. Ốp chén cửa nè. Lớp sau nha các bạn ha. Đây để Khoa mở những cánh cửa cho các bạn coi về sùng này kia các bạn ha. Đó. Sùng keo chỉ còn rất là đẹp, cửa đóng rất là chắc tay nha các bạn. Xe có cảm biến da nè, camera da đầy đủ hết nha các bạn ha. Đây gầm bọng nè các bạn. Đó, gầm còn rất là đẹp luôn các bạn ha. Cấp sau thì thật sự thì các bạn coi cái clip mua xe thì chẳng qua là mình quay chi tiết cho các bạn coi để các bạn đỡ mất thời gian đi tới đi lui trong mùa dịch này thôi. Còn về giá cả các bạn có thể sau khi đã xem cái clip này, các bạn có thể trả giá qua điện thoại với Khoa. Nếu hai bên có thể giá cả ok được thì các bạn lên tiến hành đặt cọc mua xe ha các bạn ha. Hoặc các bạn nếu mà tin tưởng thì cứ sau khi cho thông tin bên Khoa làm hợp đồng, bạn cứ chuyển tiền thẳng vào công ty Toyota Tân Cảng bên mình, khỏi phải mất công, tới ngày các bạn lên ký giấy công chứng xách xe về thôi. Đó, đây phần phía sau của Innova đây. Các bạn cũng vừa coi cốp sau ha. Keo chỉ sùng bọng còn nguyên. Đó. Đi coi xe các bạn cũng nên coi những cái chạy sùng của cái ốp vè này nè. Nó xe nào mà bị thay cái vè thì cái sùng nó đã bị mất rồi các bạn ha. Vì nó thay nguyên cái vè sau rồi. Ghế da luôn ha các bạn ha. Đó. Cổng sạc 12V phía sau nè, rất là tiện lợi. Trần rất là đẹp các bạn. Này, xe có đầu DVD luôn ha các bạn ha. Đầu này có tích hợp việc map luôn. Hệ thống cân bằng điện tử nè. Cùi số đi 30.000 nha các bạn. Đó. Xe đi ít đi nhiều thì các bạn phải nhìn vô cái đó nha. Đây vô lăng nè, còn rất là đẹp nè, thấy không?
30.500 cây số nha các bạn ha. Đây phần đầu hả các bạn ha. Đó. Ốc cốp cabo rồi nguyên vẹn hết. Như một cái xe mới ha các bạn ha. Động cơ còn rất là đẹp nè. Đó. Dàn xi các bạn ha. Rồi xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây. Đó, biển số cũng khá là đẹp luôn. Số gánh luôn nha các bạn ha. Rồi Khoa xin kết thúc cái video tại đây. Và Khoa xin nhắc lại đây là mẫu Innova số sàn đời 2019. Giá bán tại Toyota Tân Cảng bên mình là 650 triệu cho cái xe đi được 30.000 cây số các bạn ha. Thì để các bạn nào quan tâm thì xin hãy liên hệ với Khoa để lên xem xe trực tiếp và ép giá Khoa nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn ạ.